Hello anh em, ở video này mình lại tiếp tục giải cái daily combo của Rocky Rabbit cũng như là trả lời câu hỏi của bên Tham Farm. Ok, thì top 2 dự án này mình sẽ cập nhật cho anh em vào lúc buổi chiều từ 3 đến 4 giờ cho anh em, bởi vì cái daily combo của Rocky Rabbit này á thì đúng 2 giờ chiều nó sẽ reset lại nha. Tức là hôm nay là ngày 18 nhưng mà nó reset qua ngày mai, tới ngày 19 nó mới reset, và cứ đúng 2 giờ chiều nó sẽ reset lại, và tầm khoảng 3 đến 4 giờ mình sẽ ra video cho anh em để giải daily combo. Ok, thì đối với cái kèo này thì nó cũng tương tự như Hunter Combat thôi, nó cũng sẽ có daily combo, nhưng mà bên Rocky Rabbit này nó chỉ có 2 triệu xu thôi. Cái thỉ đầu tiên là cái thỉ nằm bên upgrade này luôn nha anh em, upgrade này luôn, thì anh em kéo xuống dưới nha, kéo xuống tìm cho mình cái thỉ, cái thỉ này anh em, cái thỉ là strength and undertrend trending. Ok, thì anh em chọn cái bên chu superset này, anh em chọn vào thì cái đít cạch đầu tiên đó. Rồi cái thẻ số 2 nằm bên một code này nha anh em, nhưng mà nó nằm ở một glam. Rồi anh em chuyển qua cái mục số 2 anh em, rồi anh em chọn cái chữ glam ở đây này để chúng ta giải cái thẻ, cái mật mã số 2. Anh em kéo xuống dưới ha, chọn cho mình cái thẻ này, nó nằm bên dưới anh em à, nằm tốt bên dưới đây, cái thẻ này nha anh em. Cái thẻ mà cái con daily combo thỏ này nó cầm cái tiền ha, cái thẻ này nè. Rồi anh em chọn là chu superset ha. Rồi ok, cái thẻ số 2 đã được mở nè. Và cái thẻ cuối cùng nó nằm ở một thẻ cuối cùng luôn nha anh em. Một tournament, anh em nhấn vào. Và anh em chọn cho mình cái thẻ ha. Anh em kéo xuống dưới cùng á, nó nằm ở một đây. Một cái thẻ này nè, cái thẻ Zenith này nè, anh em chọn ha. Rồi ok. Thì anh em sau khi kiểm tra xong chính xác rồi ba cái thẻ này, nếu như anh em nhập sai thì nó cũng cho anh em làm lại 4 lần nữa nha, cho nên cứ yên tâm ha. Đã chọn xong rồi, anh em bấm check card ha. Ok, đã nhận được 2 triệu xu. Anh em bấm claim. Thì nếu như trường hợp anh em vào anh em thấy cái này nó sáng lên là chúng ta có thể nâng cấp được nha anh em. Rồi, mỗi level như vậy nó sẽ tốn một cái lượng xu khác nhau. Chừng nào anh em nâng max tất cả các cái này thì những cái thẻ bên filter cũng như bên mục code này nó sẽ mở cho anh em nha, để anh em mở thẻ ha. Còn bên mục claim này, anh em cứ vào kiểm tra nha, thấy cái nào nó hiện lên cái màu vàng xu thì chúng ta cứ claim hết để chúng ta có đủ điều kiện chúng ta nâng cấp nha anh em. Ok nha. Chứ chúng ta để nó đầy thì nó sẽ không khai thác nữa, như ở đây nó rào này, đó. Chúng ta cứ claim hết ha. Đó, cứ claim. Nó sẽ quay về cái thời gian khai thác lại là 24 giờ lại nha anh em. Đó, chúng ta phải claim hết ha. Ok nè. Rồi, mình đã giải xong cái daily combo thẻ của Rocky Rabbit. Ok, mình sẽ vào cái dự án Tham Farm để mình trả lời câu hỏi của ngày hôm nay luôn. Tham Farm sau khi vào anh em thấy nó khai thác nó ngừng lại, anh em bấm claim nha. Sau đó anh em nhấn vào chữ start để cho nó khai thác lại nha anh em. Và cái máy khai thác của mình hiện tại đang nhân 13. Thì cái max level của nó là cái máy cuối cùng mình nhân 20 nha anh em. Đây. Thì mình chưa có đủ xu, hiện tại mình đang stuck in cho nên mình chưa có đủ xu để mình gọi là nâng cấp level. Thì ở đây cái nó có một những cái nhiệm vụ bên này nè, thì anh em cứ vào đây làm ha. Thì cái việc mà làm nhiệm vụ này rất là đơn giản thôi, anh em chỉ cần nhấn vào start, sau đó chúng ta cứ đợi thôi anh em. Đó, chúng ta bấm tham gia nè, rồi chúng ta trở lại nha. Và nó sẽ chạy như thế này thì chút xíu nó sẽ duyệt nha anh em, chứ không phải nó không duyệt đâu. Bên này là những cái nhiệm vụ mình đã làm xong này. Rồi ok, mình sẽ vào cái chỗ là ơn để mình giải câu hỏi ngày hôm nay luôn. Có nhiều anh em chưa biết cách mà stuck in, anh em cứ nhấn vào đây nè thì nó sẽ có gói để chúng ta stuck in. Thì hiện tại mình đang stuck in gói 3 ngày của mình nè. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ trở lại nha, mình sẽ trả lời câu hỏi hôm nay. Đây, anh em nhấn vào thì nó hỏi cái dự án Chronotech này, cái token time này nó list sàn vào năm nào ha, thì mình cứ nhập ngày tháng đúng là được nha. Ngày 5 tháng 1 2017 nha, anh em nhấn vào cái hình viễn tập ở đây nè. Đó, nhấn vào. Thì anh em chọn cái năm ở trên này nè, chúng ta chuyển cho nó nhanh nè. Đó, nhiều anh em đánh thì nó lâu, chọn cái này. Anh em kéo lên trên năm 2017. Rồi, anh em chuyển qua tháng 1 nha, mình sẽ chọn lại cái tháng 1 ha. Rồi, tháng 1 này, ngày 5 này. Rồi, sau đó bấm set là nó sẽ hiển thị ngày bên dưới nè. Thì anh em bấm chọn là check ở đây. Thì nó sẽ cộng cho anh em là 100k cái đồng xu mỗi ngày. Ok, khá là đơn giản như vậy nha. Còn một friend này, thì anh em cứ có bạn bè thì chúng ta cứ bấm invite friend. Và chúng ta chia sẻ và nhớ claim coin nha. Đó, claim. Rồi, đồng coin nó sẽ cộng cho anh em ở cái mục dashboard chính. Sau khi đủ thì anh em nhớ vào đây nâng cấp max cái máy lên để chúng ta kiếm thật nhiều cái đồng tham farm cho anh em. Gọi là second ha.
Rồi ok, mình đã hướng dẫn anh em mở Daily Combo cạc của cái Rocky Rabbit và cái Tham Farm trả lời câu hỏi đã xong trong ngày hôm nay 19 tháng 7 năm 2024. Hôm nay cũng là ngày 18, 19 luôn nha anh em. Ok nha. Thấy video hay hữu ích nhớ đăng ký, nhớ like kênh và chia sẻ nha. Bye bye.